một ngày hoàng hậu Hoàng Huỳnh ở thời hiện đại như thế nào? Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà chạy như ăn cướp vậy? Ăn cướp. Hả? Là ăn cướp thiệt hả? Ôi trời ơi, cứu tôi, chết tôi rồi, cứu tôi. Trời ơi, cái gì đâu mà mỗi lần đi di hành lại gặp cướp vậy? Người hầu kẻ hạ chỉ dễ của ta đâu? Hoàng hậu, để nhân tài nha hoàng hậu. Hoàng hậu, trời đất ơi, làm cái gì mà chạy nhanh dữ vậy? Cái này ta hỏi ngươi mới đúng á. Ngươi là đàn ông con trai, làm cái gì mà lề mề quá vậy? Phun nước biển ra, nói lại. Phun nước biển ra, nói lại. Phun. Người ta như vậy mà đàn ông con trai hồi nào chưa? Ta xin lỗi đi. Dạ con chia đâu? À, hoàng hậu. Hoàng hậu ơi. Trời ơi. Chạy cái gì mà nhanh như ngựa vậy? Chửi tao á hả? Ha không. Thằng này làm gì mà chạy nhanh như ngựa vậy? Còn mày á như voi hút. Ăn cho nhiều rồi lăn cho chậm. Nói nữa. Thiệt dễ của ta đâu? Trời ơi. Cái gì nữa vậy trời? Ngươi là thiệt dễ của ta, lúc nào cũng bay nhảy phi thân ở trên trời mà vẫn chậm là sao? Thôi xin lỗi đi, chỗ gì đâu mà dây điện không bay tới đâu dướng tới đó. Mình tự nhiên cái cọc với tôi làm như tôi văng dây điện lên cho mấy người dướng không bằng vậy đó, biết không có làm ăn gì được hết trơn á. Trời à, chưa nắng gặp tụi mày nữa. Thôi giờ đưa ta tới chỗ nào an toàn hơn đi, chứ chỗ này nguy hiểm quá à. Thôi được rồi, nắm tay thần đi. Nắm bự vô. 2, 3. Ủa, tóc ở đây, quần áo ở đây, hoàng hậu đâu rồi? Hoàng hậu nè. Trời ơi, tóc của ta, đầu của ta. Đâu, cái đầu ta đâu? Ta chạy thấy ghê quá, chưa dĩa chơi là nhảy đi rồi. Nắm đầu, nắm áo, người ta bại lại. Ta chưa kịp ba nữa là nó nhảy rồi. Đừng cho ai thấy con chuột của ta. Sao rồi đó? Ngước. Rồi. Trời ơi, sợ quá đi. Làm ơn Lộc Phước bây giờ đưa ta tới chỗ nào nội cảnh á, an toàn hơn. Chứ ngoài này, trời ơi, nào là khói bụi, nào là mây mưa. Trời ơi, nguy hiểm quá, ta sợ quá. Dạ hoàng hậu. Ê, không mấy cho tôi đi ké chứ. Đi luôn hả? Rồi, ok, đi luôn. Đây, còn vô chỗ nào không ta? Mấy cho đi ké với chứ ta đi bộ là chết tôi luôn, không ai hầu hạ bắt đâu đó. Được, ký gửi thêm được có 40kg thôi à. 30 30kg là cái đùi nó đó. Sao bay nổi bà? Vậy thôi, lúc có kiếm đâm bà chết tao luôn đi. Mệt ghê á, sao mày đi nổi nữa? Đừng diễn chậm chẽ, tôi sợ lắm. Rồi đi lẹ. Rồi đi. Đám tóc lên. Đu nó, đu cho cái đùi này. Đúng rồi. Đu đùi này nha. Đâu chưa? Đâu đây? 2, 3. Trời ơi, chóng mặt quá. Ủa rồi bà hậu đâu? Ủa, hoàng hậu đâu? Chết. Có khi nào nãy tao bay lẹ quá, có lọt giữa đường không? Trời đất ơi. Đâu có, thì bà bám chặt lắm mà. Lo đi tìm ở đây, bà bị lạc một cái là nguyên đám bị chém đầu bây giờ. Hoàng hậu ơi. Hoàng hậu à. Bay lẹ quá ha. Nghe tiếng tay dội nước không? Dạ nghe. Dạ nghe. Ta đi bộ còn lẹ hơn ba đứa tụi bay vậy đó. Bài đặt bay lượn nhiều trò. Tụi bay hay ra vẽ quá trời đi. Còn thị vệ. Dạ. Tại sao đưa ta vào cái quán này? Thần thấy quán này vắng, có vẻ rất là an toàn đó hoàng hậu. Cũng hợp lý. Vả lại ta cũng đói nữa. Dạ mời hoàng hậu ngồi. Mày nuôi mày. Quỳnh Lập. Gì? Quỳnh Lập nè. Quỳnh Lập là thằng nào? Không biết. Dạ là hoàng hậu họ Huỳnh đó. Trời ơi. Hay. Ta đã cố tình mặc đồ vô cùng bình dị và đơn điệu như vậy mà vẫn có người nhận ra ta là hoàng hậu ư? Đơn á. Điệu. Hay. Trời đất ơi. Ủa bộ tam ca ba táo này sao mà tung hứng dữ dội quá vậy? Quả là đơn điệu mà. Ê con này. Trời ơi con này. Dạ. Đưa thực đơn đi ạ. Dạ. Hoàng hậu, menu nào hoàng hậu chọn món đi. Mang hết tất cả những món ngang ra đây. Cái gì mang hết tất cả những món ngon ra đây.
Sao hoàng hậu không nhìn vô menu hoàng hậu? Chị ta đã kêu hết tất cả những món ngon rồi, nhìn vô làm chi nữa? Hoàng hậu làm vậy là không tôn trọng người làm ra menu đó. Nhìn vô cái menu. Dạ, món ngon sẽ được mang ra trong giây lát thưa hoàng hậu. Ê, tính năng nhỏ này cũng không được bình thường nha. Có, giống hoàng hậu mà. Bà sụp bà chồi. Tao sụp bà chồi, tao sụp bà chồi, tao sụp bà chồi, bà sụp bà chồi. Đó mà so sánh với hoàng hậu. Dạ thưa hoàng hậu, thần thấy cái ả này rất là hợp ý với người. Hay là chúng ta đem ả về thập thất cung nha hoàng hậu. Rồi nó phản ta như con thị nhi nữa. Dạ. Rồi rần rần cái hậu cung nữa. Dạ nô tài có lỗi. Còn thị vệ nè. Dạ. Nhớ kỹ lời ta dặn, phải hết sức cẩn trọng, đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa nha chưa. Hoàng hậu cứ yên tâm, thần sẽ không để chuyện đó xảy ra với hoàng hậu nữa đâu. Cái gì? Chuyện đó là chuyện gì vậy? Là cái chuyện đó đâu á? Nhưng mà cái chuyện đó đó là chuyện gì? Thì là cái chuyện đó đó, mệt quá. Cái chuyện đó là cái chuyện gì mà chị nói cho thị vệ mà không nói cho chúng nô tỳ hả? Thì tại hai cái mổ tao bay cũng mới có nhiều chuyện dữ lắm. Trời ơi, mở ra vậy thêm nhiều chuyện. Trời ơi, chết tôi rồi, cứu tôi với. Đó chính là món gà rán, mà nó rán nguyên một con gà luôn kìa thị vệ ơi. Trời, cái gì vậy? Từ từ, đồ ăn nó xuống, bà làm cái gì mà như chết đói vậy? Không đàn tiêu chuẩn. Hoàng hậu, người chỉ được phép ăn bao nhiêu đây thôi. Cái gì như mèo hửa vậy trời? Đúng rồi, ta phải ăn như mèo hửa như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Cái chuyện đó là cái chuyện gì? Thì là cái chuyện đó đó, mà đừng có hỏi nữa. Thôi ơi, chém gà ngọt xớt vậy. Chắc là hay chém gió lắm đúng không? Chém em nhát đi. Chém em nha. Chém em nhát. Nó chém mày bay đầu đó. Đi vô kìa. Dạ. Đi. Nhân món mới lên giùm một cái đi. Cái món này ăn không nổi rồi. Quá sợ. Nhỏ nó bị tật hả? Có đá mắt với thị vệ kìa. Ờ, lát nữa thị vệ đá cho mặt nó lại nè. Hoàng hậu, món này người chỉ được quyền ăn một muỗng thôi. Trời đất ơi, cái gì mà súp mà ăn có một muỗng vậy? Cái này là liếm chứ ăn cái gì? Ta bắt buộc phải liếm như vậy. Chỉ có liếm thì chuyện đó sẽ không tái diễn. Cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nói tao không thể nào nói được đâu mà mày cứ khổ hoài à. Cứ nói chuyện gì hoài vậy? Thưa hoàng hậu, để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này, thần xin phép được đố vui hoàng hậu. Tao thấy cái mặt mày còn căng thẳng hơn cái đố vui của mày đang đố luôn đó. Ừ, chơi đi hoàng hậu, đố vui có thưởng mà. Chắc vui chắc thưởng nha. Chắc. Đố đi. Đố hoàng hậu, cá gì có hình tròn? Cá viên chiên. Vui chưa? Vậy cá gì làm cá viên chiên? Cá viên chưa chiên. Vui dữ chưa? Thần thấy vui mà. Sao mà vui dữ vậy trời? Sao mà có một người vừa đẹp trai vừa có cái kiếm dài mà miếng mảng miếng nó còn thông minh duyên dáng nữa à? Không có cười một cách dễ dãi như vậy. Làm như vậy hư nghề bạn hết. Đi vô trong. Sao mà muốn miếng cá viên chiên nữa? Trời đất ơi, cái miếng cá viên chiên nó xưa như trái đất rồi. Lúc ta chưa đăng quang làm hoàng hậu là ta đã đi tấu hài với Dương Lâm rồi đó. Nãy là Quỳnh Lâm, bây giờ là Dương Lâm. Dương Lâm là ai? Về Đồng Nai hỏi ai cũng sẽ biết Dương Lâm là ai. Trời. Rồi còn ngươi nữa, tự nhiên cái đố vui ngang xương là sao? Thần làm như vậy là chỉ để muốn giới thiệu cho hoàng hậu món ăn tiếp theo. Đó chính là cá viên chiên. Hoàng hậu, người chỉ được phép ăn một viên này thôi. À, hoàng hậu ăn một viên vậy chàng phải ăn hai viên luôn. Ủa, công an chưa bắt nhỏ này hả? Ừ. Ta cảm giác rằng là cái quán này mở lên không phải là bán đồ ăn nha. Chứ nó bán gì vậy? Mày hay hỏi tới lắm. Mà hỏi tới mấy cái chuyện mà Kim Duyệt hay cắt không à. Cái phim của ông ta bị cắt nát là tại mày đó. Thôi ăn đi mà, ăn đi. Ủa, đâu rồi? Trên đầu tao nè. Xin lỗi hoàng hậu, xin lỗi hoàng hậu. Chắc tao vô duyên cái con nhỏ này quá à. Mau, mau lấy hai cái viên này xuống cho tao. Trời ơi, tao sợ quá.
Để em tặng hoàng hậu ly cà phê uống bớt giận nha. Quán em mới bán cà phê, cà phê đen và cà phê đá. Tao không uống cà phê đá mà tao đá vô mày được không? Sao hoàng hậu đá em? Dị hợm quá trời quá đất đi. Với lại tao không uống cà phê, tao sợ cà phê lắm. Trời ơi. Thôi đi, cái gì cũng sợ hết trơn á. Đúng rồi đó, cái gì cũng sợ hết trơn á. Thì thôi, người ta biết người ta không ăn được, người ta không uống được, người ta đừng có vô quán này. Mình đi cái chỗ khác đi. Mắc mớ vô đây làm chi rồi đài ải người ta. Bắt người ta bưng ra bưng vô, bưng ra bưng vô. Rồi cuối cuộc món nào cũng sợ. Giờ tao sợ hai đứa bay á. Mắc gì sợ? Sợ lem đầu tao ngồi nè. Hổm láo riết là quen thôi à. Thì vậy. Dạ. Ngươi có để ý không? Từ nãy tới bây giờ quán ăn toàn mang ra những món khiến cho ta khiếp sợ. Không lẽ người nói đi. Thật ra người là ai? Sao lại dám cả gan hành thích hoàng hậu? Em là nhân viên của cái quán này mà. Mà hồi nãy giờ có mình anh hành em thích anh thôi. Chứ hoàng hậu có làm gì đâu mà em hành thích hoàng hậu. Vậy tại sao các món mà người đem ra đều là những món làm cho hoàng hậu hoảng sợ? Đúng. Trời ơi, quán em bán mấy món này mà ông nội em cũng không biết hoàng hậu sợ cái gì nữa. Xảo ngôn. Đây là một kế hoạch. Rõ ràng đó là một kế hoạch. Các ngươi thấy ta làm hoàng hậu xinh đẹp quá lâu rồi, nên các ngươi đã lên kế hoạch hãm hại ta, làm cho ta xấu xí đi. Hoàng thượng sẽ không còn ân sủng ta nữa. Lúc đó ta sẽ thất sủng, ngươi sẽ chiếm cái ngôi vị hoàng hậu này của ta, đúng không? Trời ơi. Chưa quen đúng không? Nắng lên bả dậy. Hoàng hậu ơi là hoàng hậu, làm ơn bình tĩnh một chút đi hoàng hậu. Nãy giờ có ai đụng gì tới người đâu. Các ngươi đúng là nông cạn. Các ngươi hãy nhìn đi, từ nãy tới giờ ả mang ra tất cả đều là món nào là gà rán, nào là súp bỏ rất là nhiều ớt, rồi đồ chiên, dầu mỡ, rồi cà phê nữa, hoàn toàn là những đồ nóng. Đúng, mà những cái món này là trước giờ hoàng hậu thích mà. Ta rất là thích những món này, nhưng những đồ nóng này sẽ khiến ta nổi mụn lưng. Kìa hoàng hậu, sao hoàng hậu nói ra chuyện này đây? Chết tôi là trời ơi, cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với. Bây giờ cất cái mặt ở đâu đây? Ôi trời đất ơi, trời ơi. À thì ra là ăn mấy cái món này xong mình sợ là mình sẽ bị cái bụng lưng hả? Không phải là sẽ bị, mà ta đã bị rồi. Trời, cái lưng như đàn ông vậy. Đó chính là lý do tại sao mà ta chỉ chia sẻ với thiệp vệ. Chỉ có lưng đàn ông và lưng đàn ông mới hiểu ý nhau thôi. Cho em có ý kiến. Thiệt ra là quán tụi em bán những món này, nhân viên tụi em ăn mỗi ngày mà, có bị gì đâu. Mụn lưng là do vi khuẩn gây nên. Cái gì? Người nói vậy ta không hiểu gì hết, cái gì khuẩn gì? Ý là do hoàng hậu ở dơ đó trời. Thì vậy, dạ. Rút cái kiếm chĩa nhẹ vô cổ thằng này liền. Dạ. Ăn nói hàm hồ. Dạ, dạ. Thầy dám nói đúng mà hoàng hậu. Chĩa cái kiếm nhẹ qua con kia luôn. Các người to gan lắm, dám nói ta ở dơ à. Trong khi ta thay đồ rất là nhiều lần, chứng tỏ ta rất là ở sạch. Một tuần ta tắm tận một lần cơ mà. Hoàng hậu ơi, với cái môi trường ô nhiễm, khói bụi như vậy, tắm mỗi ngày còn chưa thấy gì nữa. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Ai cũng nghĩ ăn những cái món nhiệt nóng như vậy làm cho cơ thể mình gây mụn, nên là quán em mới ế như vậy nè. Nên là em đã tìm ra một biện pháp, đó chính là có gì đâu. Nói gì? Từ 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 từ, nhân viên em chưa đem lên. Dạ đây, sữa tắm đi thoát da khỏi vi khuẩn gây mụn của Lifebuoy. Với bộ ba sản phẩm Lifebuoy thiên nhiên, matcha và khổ qua, dầu tràm trà và muối hồng, than hoạt tính và cám gạo. Cái gì mà cà rề cà ra vậy? Cái chỗ này là cần xúc tích ngắn gọn lên, đẩy tiết tấu lên. Với bộ ba sản phẩm sữa tắm Lifebuoy thiên nhiên cùng với những thành phần như matcha khổ qua, than hoạt tính cám gạo, dòng chằm gà, muối hồng giúp cho đề tóc và ra khỏi vi khuẩn gây mụn. Nó phải vậy chứ, cà rề cà ra. Hoàng hậu ơi, chúc mừng hoàng hậu, từ nay hoàng hậu có thể ăn những món mình yêu thích thỏa thích luôn. Dạ đúng rồi hoàng hậu. Bên cạnh đó, người nhớ sử dụng bộ sản phẩm sữa tắm đề tóc của Lifebuoy là người sẽ không còn sợ bị mụn lưng nữa. Cho nó tiền xài với, cũng bị mụn lưng nữa nhưng mà không dám nói. Trời đất ơi, cũng quá thể bà rồi, nhưng mà nãy bà về biểu tôi. Thôi mẹ, chết rồi. Hoàng hậu, hoàng hậu, thần cũng bị mụn lưng nữa. Ủa mấy người cũng bị mụn lưng mà tại sao lúc tôi chia sẻ với mấy người đó, mấy người không nói ra luôn đi, để hai đứa đồng cảm chung với nhau. Thần là nam nhi chi chí mà, cái lưng của thần á là dùng để gánh vác nhiều cái trọng trách, cho nên là thần đành phải im lặng chịu đựng. Vậy thôi, im lặng chịu đựng tiếp luôn đi ha. Thôi, xài chứ, bảo vệ sức khỏe mà. Ê, dạ. Tính ra là từ sáng tới bây giờ là chúng ta đã hiểu lầm cô nhân viên tốt bụng này rồi. Trời đất ơi, đó thôi, để chuộc lỗi,
ta sẽ tổ chức tiệc tùng cả ngày hôm nay tại quán này luôn. Và sau đó ta sẽ mua bộ sản phẩm detox da khỏi vi khuẩn gây mụn của Lifebuoy cho cả hoàng cung xài luôn nha. Đa tạ hoàng hậu. Lifebuoy detox hết khóc vì mụn lên.